người ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Người nhìn rõ chưa ạ? Mình hôm nay mình này phát live giới thiệu đồng hồ, mình xin giới thiệu đồng hồ dây 500 dio đây ạ. Dây 500 dio nhá. Dây 500 dính dio ạ. Ai đang xem thì ai xem cái like để cho mình xin một chấm rồi mình xin giới thiệu đồng hồ ạ. Ai đang xem thì mình xin một chấm ạ. Hôm nay mình xin giới thiệu đồng hồ xin sạc bằng lê ạ. Xin giới thiệu đồng hồ dio ạ. Đồng hồ dây da. Đồng hồ dây kim loại 500 dính dio ạ. Đồng hồ dây kim loại 500 dính dio. Hôm nay mình sẽ chống xước chống nước, mình sẽ test nước cho các bạn xem ạ. Đồng hồ chống xước chống nước ạ, mình sẽ test nước cho các bạn xem nhé. Mong mọi người chia sẻ cho mình ạ. Xin chào Hoàng Luận ạ. Hôm nay mình xin giới thiệu đồng hồ dio dây kim loại dây 500 mẹ sale giá 250k nhé. Mấy cái quạt thoang thoảng cho mẹ con này. Mình đang sale giá đồng hồ 200k. Xin chào Hoàng Luận, xin chào Bằng Lê, xin chào Ngọc Hường ạ. Chống xước chống nước cho bạn, chống xước chống nước nhá. Dây này, hôm nay mình có xin giới thiệu đồng hồ này dio dây kim loại 500 dính ạ. Dây kim loại 500 dính nha các bạn nhé. Dây kim loại 500 dính này 250k này. 250k. Xin chào Thành Xu ạ. 250k, đồng giá 250k. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Xin mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Đồng giá đồng hồ dio dây kim loại các bạn nhé. Đồng giá 250k đồng hồ này. Dây kim loại 500 dính ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Sắp đến ngày 20 tháng 10 rồi ạ. Sắp đến ngày 20 tháng 10 rồi nhé. Mọi người có cái đồng hồ này tặng này, làm quà tặng nhỏ nhỏ xinh xinh ạ. Rất là đẹp mà hợp giá cả rất hợp lý ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Hôm nay mình đang sale giá đồng hồ dio mẫu mới nhé, đá to hơn này, có hàng đá to hơn bên trong ạ. Mẫu cũ của nó đây ạ, mẫu cũ ạ. Đây có hai mẫu, mẫu mới và mẫu cũ ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người mẫu mới ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Hai trăm năm mươi k nhá, 250k, đồng giá 250k. Hôm nay là mình xin giới thiệu đồng hồ dio mẫu mới ạ, 250k mẫu mới nhá, 250k, đồng giá 250k. 250k, đồng giá 250k. Xin chào Lương Lương ạ. Lương Lương ơi, chia sẻ giúp mình nhá. 250k đồng hồ dio đây ạ. 250k đồng hồ dio dây kim loại 500 dính ạ. Đồng giá 250k nhé bạn nhé, các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Hôm nay mình sẽ sale giá đồng hồ dio dây kim loại 500 dính là đồng giá 250k. Xin mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Hôm nay nhé, trong buổi live ngày hôm nay có tặng quà bạn nhé. Có tặng quà bạn nhá. Chia sẻ, bạn nào chia sẻ trên 20 hội nhóm nhá. Xin chào Nguyệt Lệ.
Bạn nào chia sẻ trên 20 của nhóm mình sẽ tặng một đồng hồ Dio dây da đây ạ. Còn hôm nay mình xin giới thiệu, mình đang đeo trên tay đó là đồng hồ dây Dio kim loại ạ, dây kim loại lâm tiêm dính. Còn bạn nào tặng quà là một đồng hồ nhé bạn nhé. Chia sẻ trên 20 hội nhóm, trên 20 hội nhóm sẽ được tặng màu tím, ok, pha lê tím sẽ được tặng một Dio, sẽ được tặng một Dio dây da nhé các bạn nhé. Thấy đâu có sách chị mẹ. Ok, chốt cho pha lê tím màu tím ạ. Ai chia sẻ nhá, chốt cho pha lê tím ạ. Ai chia sẻ trên 20 hội nhóm sẽ được tặng một đồng hồ Dio dây da. Một đồng hồ Dio dây da này ạ. Một đồng hồ Dio dây da nhé. Còn hôm nay mình xin giới thiệu sản phẩm là Dio dây kim loại nhé. Chống xước, chống nước, chống xước, chống nước, màu tím, màu xanh, màu vàng mình đang đeo trên tay, màu tím, màu xanh, màu vàng là 250k, đồng giá 250k. Ok, chốt cho em màu tím ạ. Thầy xin chào Thanh Nga. Pha lê tím ạ, pha lê tím màu tím ạ. Màu tím, màu xanh, màu vàng các bạn nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu ba sản phẩm này, màu tím, màu xanh, màu vàng ạ. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Cho mình xin ý kiến ạ. Màu tím, màu xanh, màu vàng Dio dây kim loại ạ, 250k, sale giá 250k. Nếu bạn nào vừa chia sẻ trang trần màu tím, bạn nào chia sẻ trên 20 hội nhóm nhé, bạn nào chia sẻ trên 20 hội nhóm mình sẽ tặng trên 20 hội nhóm nha bạn nhé. Chia sẻ trên 20 hội nhóm sẽ được inbox riêng cho mình chụp màn hình. Ok, đổi cho em màu vàng nhé, pha lê tím nhá. Ok, chốt cho Trang Phạm màu tím ạ. Trang Phạm màu tím ạ. Thanh Nga màu tím lên bạn ơi, màu tím mình cho gần nhá, gần màn hình nhá, màu tím nhá. Trang Phạm màu tím nhá. Thanh Nga hay màu tím đây nhá, màu tím này ạ, màu tím mận mình nhìn này. Mẫu mới nhá, mẫu mới nó to hơn mẫu cũ một tẹo. Đây là mẫu cũ và đây là mẫu mới ạ, đây là mẫu cũ và đây là mẫu mới. Ok, chốt cho pha lê một màu vàng rồi đổi cho bạn màu vàng rồi nhá. Màu tím ạ, màu vàng đây, màu vàng mình đang đeo trên tay, màu vàng nó là mẫu mới nhá các bạn nhá. Mẫu mới toanh luôn, hôm nay mới về hàng nhá. Chiều nay hàng mới về, tối nay mình đã giới thiệu sản phẩm mới cho các bạn luôn đấy ạ. Mẫu mới ạ, Dio mẫu mới đấy các bạn nhé, mẫu mới chiều nay mới hàng về hàng đấy ạ. Còn mẫu cũ của nó đây ạ, đây nhé, màu tím Dio mẫu cũ đây ạ. Các bạn nhìn rõ nhé, màu xin chào Mi Trần ạ, 30 nhóm, ok bạn inbox riêng cho mình nhá. Mẫu mới và mẫu cũ đi nhé các bạn nhé. Mẫu mới mình đang đeo ở trên cốt của nó đây, còn mẫu cũ đây ạ, mẫu cũ các bạn nhìn rõ mẫu cũ nhá. Còn đây là mẫu mới này. Mẫu mới này giá cao hơn, nhưng hôm nay mình vẫn sale giá đồng giá là 250k các bạn nhá. Hôm nay xin giới thiệu sản phẩm này. Hôm nay xin giới thiệu sản phẩm cho các bạn là 250k, mẫu mới tinh chiều nay mới về hàng ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình ạ. Xin chào Hà Nguyễn ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình nhá. Mẫu mới luôn nhá các bạn nhá. Xin chào Lắng Tắt Tường ạ. Mình đang nghiêng nghiêng để các bạn nhìn rõ hơn ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Đẹp quá, xin chào Lục Minh ạ, cho em màu tím nha. Ok Thanh Nga màu tím, màu tím, màu tím, màu mới nha bạn nha. Màu tím toanh mới toanh luôn đấy ạ. Thanh Nga màu tím ạ.
Bạn ơi, mình nói rõ đây là đồng hồ thời trang nhá bạn nhá, đồng hồ thời trang nhá. 250k các bạn nhá, mình đang sale giá 250k mẫu mới tinh, chiều nay mới về hàng đấy ạ. Chiều nay mới về hàng thì mình giới thiệu các bạn luôn đấy ạ. Thanh Nga màu tím, ok chốt cho em màu tím. Thanh Nga mình chốt cho bạn Thanh Nga màu tím nha, 250k nha, 250k đồng giá 250k. Bạn nào chia sẻ trên 20 ở nhóm nha, chia sẻ trên 20 ở nhóm sẽ được tặng một đôi dây da. 250k nhé, màu xanh, màu tím, màu vàng các bạn nhé. Xanh, tím, vàng. Bạn nào chia sẻ trên 20 hội nhóm sẽ được tặng một deal dây da đây ạ. Hàng deal dây da này nó là hàng tặng nhé các bạn nhé. Mình không bán trong mai ngày hôm nay nhá. Hàng này mình tặng này, hàng deal dây da mình tặng. Còn ok nhé bạn nhé. Khi nhận hàng này, trước khi nhận hàng được kiểm tra hàng ạ. Rồi mới nhận hàng, đúng mẫu mã lên pin thì mới nhận hàng ạ. Trương Thủy ok, chào Trương Thủy ạ. Ai chia sẻ trên 20 nhóm sẽ tặng bio dây da. Bao nhiêu? Đồng giá nhá, đồng giá 250k mẫu mới ạ, mẫu mới chiều nay mới về hàng đấy, màu xanh, màu tím, màu vàng, xanh tím vàng nhá. Xanh tím vàng đấy ạ. Trước khi nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng nhé các bạn nhé. 250k đồng giá 250k. Đồng giá 250k nhé, xanh tím vàng, xanh tím vàng. Bạn nào chia sẻ trên 20 hội nhóm này chụp ảnh màn hình giúp mình, xin chào Huệ Nguyễn ạ. Chụp ảnh màn hình giúp mình này thì mình sẽ tặng cho các bạn đồng hồ này nhá. Mẫu cũ của nó đây ạ, màu tím cũ đây ạ. Các bạn nhìn hai mẫu này nhá. Hai mẫu này nó có khác nhau rõ rệt luôn đấy ạ. Nhìn cái đá của mẫu mới là nó đẹp hơn ạ. Bạn ơi chống nước sinh hoạt nhé bạn nhá, chống nước sinh hoạt nhá đây nhá. Ví dụ như các bạn rửa tay ở trước này. Rửa tay như mình đang cho cốc nước đi nhá. Đấy. Đeo nhá, ví dụ như các bạn rửa chén rửa tay là không vấn đề gì nhá, nhưng khi ngâm nước quá lâu nhá, bạn mình nói đây là đồng hồ thời trang đấy nhá các bạn nhá. Đây là mình đang ngâm nước, tét nước như kiểu mình các bạn sinh hoạt, là ví dụ rửa chén này. Rửa chén, tắm đơn thuần tắm rửa chén. Đấy. Là không sao các bạn nhá, chống nước sinh hoạt. Đồng hồ vẫn chạy rất bình thường nhá các bạn nhá. Đấy, đồng hồ vẫn chạy rất bình thường ạ. Đồng hồ chạy bình thường các bạn nhé. Mình nói chống nước sinh hoạt nhé, chống sức, chống nước sinh hoạt ạ. Hàng nào thì bảo hàng đấy là chống nước, chống sức, sinh hoạt. Còn hàng này nó chỉ là hàng thời trang thôi. Các bạn mà muốn rửa chén hay là tắm gì là các bạn phải tháo ra nhé. Không thì nó sẽ chết luôn đấy. Tại vì nó trước của nó là thùng hồ thời trang. Mình chỉ là hàng tặng thôi. Nam Hương ạ. Hàng tặng nhá, hàng tặng. Ví dụ ai mua 2 sẽ tặng 1. Mua 2 được 3. Mua 2 được 3 nhá. Xin chào Phạm Thu ạ. Đồng hồ này nhá, đồng hồ Dio dài nhá. Dio dây kim loại lâm thêm dính ấy, chống nước chống xước nhá các bạn nhá. Khi các bạn mua về để tay to tay bé mình không cần quan trọng gì đâu ạ. Mình có cái dây lâm châm này mình không cần phải đi cắt dây đâu ạ. Màu xanh, màu tím, màu vàng nhá các bạn nhá. Có 3 màu này, màu xanh, màu tím, màu vàng ạ. Đồng giá nhá, đồng giá 250k hết ạ. Hôm nay mẫu tím với lại mẫu vàng này nhá là mẫu mới ạ. Mẫu tím, mẫu vàng này là mẫu mới chiều nay mới về hàng nha. Nhưng mình vẫn đồng giá là 250k để giới thiệu hàng cho các bạn nhá. Xin chào Lam Hải ạ. Còn mẫu cũ của nó đây nhá. Mẫu cũ của nó đây ạ. Đấy, mẫu cũ, mẫu mới khác hẳn nhau các bạn nhá. Có màu xanh, màu tím, màu vàng ạ. Màu xanh, màu tím, màu vàng các bạn nhá. Đồng giá 250k hết nhé các bạn nhá. Xin chào Đông Sơ Ca, Sơ Cơ. Xin chào Trường Văn ạ. Xin chào Phạm Ngọc ạ. Bạn nào mình bị ẩn con mình đi. Các bạn nào bị ẩn con mình, mình không nhìn thấy, các bạn thông cảm nhá. Tại vì bây giờ Facebook hay bị ẩn con mình lắm ạ.
Thì bạn nào đặt hàng thì chỉ cần 250k cộng màu số điện thoại đấy ạ. 250k cộng màu số điện thoại, sale giá đồng giá hết 250k cộng màu số điện thoại đấy ạ. Các bạn nhìn gần chưa? Đấy, nhìn gần cái mặt của nó này, đẹp tuyệt vời luôn đấy ạ. Đẹp tuyệt vời luôn nhé. Mình ở Bắc Giang nhé bạn nhé. Đồng hồ này là chuyên nữ nha bạn nhé, là Hải Lan nha, chuyên nữ nhé. Cái mặt này ý, bên ngoài thì nó chỉ là mặt 3 phân thôi, 3 phân là mặt chuyên nữ rồi ạ. Bạn nhé, mặt 3 phân là chuyên nữ rồi, chứ chân nai này mình chơi nhìn sát này thì nó to hơn một chút. Còn nếu mà nhỏ hơn 3 phân ý, thì là nó là đồng hồ trẻ con rồi bạn ạ. Nhỏ hơn 3 phân thì nó là đồng hồ trẻ con nhé. Alo, alo, ai đấy? Bỏ gì đây? Cho là số nào? Ui, vất gì từ đời rồi. Đang bận nhá, đang bận. Đang phát like nhá, đang phát like quảng cáo đồng hồ nhá. Cứ vào xem và chia sẻ nhiều đi, bán được hàng. Nhá. Nhá. Ok nhá, chốt cho màu lắng màu vàng ạ. Chốt cho màu lắng màu vàng ạ. Này, bộ hành 3 tháng nha bạn nhá. Bảo hành 3 tháng ạ. Màu xanh này, màu tím, màu vàng bảo hành 3 tháng ạ. Màu xanh, màu tím, màu vàng bảo hành 3 tháng các bạn nha. Đây là màu mới và màu cũ rồi. Đây là màu cũ rồi, màu cũ của nó nhìn cái hàng đá nó nhỏ hơn ạ. Nhìn hàng đá nhỏ hơn nhé các bạn nhé, mà nó không 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 rõ bao nhiêu vậy. 250k nhé bạn nhé, Ngọc Bướng nhé, Bảo Ngọc ạ. 250k nhé, còn cái mẫu mới của nó hàng đá đẹp như này cơ mà, đẹp y hình luôn nhé các bạn nhé. Các bạn nhận hàng là được kiểm tra hàng nhé, kiểm tra hàng đúng mẫu mã như này nhận nhá, y hình luôn đấy ạ. Cái mẫu này mới chiều nay mới về hàng nhé các bạn nhé, màu vàng với màu tím này chiều nay mới về hàng này, màu vàng, màu tím, màu xanh. Màu xanh này cũng có cái mẫu giống như là màu tím và màu vàng nhé các bạn nhé, nhưng mà hàng nó chưa về tới nơi thôi ạ. Còn màu thì y chang luôn đấy ạ, màu y chang luôn nhé. 250k này cộng màu số điện thoại ạ. Ai đặt hàng thì cho mình là 250k cộng màu số điện thoại. Rất nhiều người bị ẩn comment nhá, rất nhiều người bị ẩn nên mình không nhìn thấy, mình chào các bạn, mong các bạn thông cảm nhé. Nhiều người bị ẩn lắm ạ. 250k này, 250k cộng màu số điện thoại này, xanh này, có xanh vàng tím nhé, chống nước sinh hoạt nhé các bạn nhé, chống nước sinh hoạt nhé. Mình thả nó vào cốc nước tương đương như các bạn rửa tay hay rửa chén gì đây ạ. Chống nước sinh hoạt, mình nói chỉ là chống nước sinh hoạt thôi ạ. Nó là đồng hồ thời trang chống nước sinh hoạt thôi. Đây nhá các bạn nhé, đấy. Vẫn chạy rất bình thường nhé các bạn nhé, chạy rất bình thường đấy. Đấy, đồng hồ vẫn chạy rất bình thường. Chống nước xước sinh hoạt đấy. 250k này, mong các bạn chia sẻ cho mình. Hôm nay mình có quà tặng nhá. Ai mà mua 2 sẽ tặng 1 ạ. Xin chào Tạ Văn Minh ạ. Ai mua 2 tặng 1 nhá. Rất nhiều người bị ẩn comment đi, mình không nhìn thấy, mong các bạn thông cảm, không mình không chào được các bạn nhá. Ai mà chia sẻ trên 20 hội nhóm thì sẽ tặng 1 đồng hồ dây da này. Xin chào Thu Hiền ạ. Ai chia sẻ trên 20 hội nhóm này sẽ được tặng 1 đồng hồ Dio dây da. Son Ke, xin chào Son Ke nhá. 250k này, còn bạn nào mà mua một đôi sẽ được tặng, mua 2 tặng 1, nghĩa là tặng 1 đồng hồ dây da này, đeo dây da này, đeo dây da này trong buổi ngày hôm nay mình không bán ạ. Mình chỉ là hàng tặng thôi nhé các bạn nhé. Các bạn chia sẻ được trên 20 hội nhóm thì chụp ảnh màn hình chia sẻ inbox cho mình riêng, mình sẽ tặng bạn ấy. Đồng hồ in đây, đồng hồ đeo dây da đây. Đồng hồ đeo dây da này nhé, mình nói trước nhé, nó chỉ là đồng hồ thời trang thôi. Các bạn ví dụ như nhúng nước các bạn phải tháo ra đấy ạ. Đây thì là hàng tặng mà. Thì chồng Dương Văn Tám, nó là hàng tặng nhé. Còn hàng này mình đảm bảo với các bạn là sẽ chống nước sinh hoạt đấy các bạn nhé. Mình nhúng nước, nó chạy bình thường đấy nhá. Chạy bình thường đấy các bạn nhá. Chống nước, chống xước sinh hoạt nhá. Cái cốc nước của mình nhá, cốc nước của mình nhúng nó vào tương đương như là các bạn dùng nước sinh hoạt đấy. Tương đương các bạn dùng nước sinh hoạt đấy các bạn nhé. Tương đương các bạn dùng nước sinh hoạt. Trong nai này nhá, mình đã nhúng trực tiếp như này rồi ý. Thì là khi mà mẫu mã mình xoay kỹ cho các bạn xem như này rồi, đây mẫu và màu như này. Thì các bạn đặt hàng ấy, khi nhận hàng ấy, các bạn được kiểm tra hàng đúng mẫu mã các bạn nhận nhé. Lên pin, sập nguồn, sập chốt và lên pin các bạn sẽ nhận hàng nhé. Chứ
không phải là hàng không được xem đâu ạ. Hàng đảm bảo chất lượng đúng mẫu mã thì sẽ cho xem hàng ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình nhá. Ai mà chia sẻ trên 20 hội nhóm thì tặng một đồng hồ Rio Duo dây da này ạ. Đồng giá 250k nhé các bạn nhá. Mong mọi người chia sẻ cho mình ạ, đồng giá 250k. Đồng giá 250k. Đúng rồi, chị tên gì nhỉ? Hoàng Thị Thuyên ạ, xe dung ạ. Đây, đây chị nói chuyện. Alo ạ. Ôi, xe dung mới phải loáng cái chị, đấy là của em còn là đặt ở đây. Chị mà nhận loại rẻ kia chắc nó còn loãng như nước đấy chị ạ. Xe dung mới phải loáng chứ, nó đâu có đặt như kem đâu chị. Ô, chị ơi, cái dạng này của em là tối nào chị cũng bôi nhá. Ai đặt hàng nhá, ai đặt hàng Trang Phạm ạ. Xin chào Trang Phạm nhá, ai đặt hàng trong này sẽ miễn phí ship nhá các bạn nhá, phải đi ship nhá. 250k miễn phí ship toàn quốc ạ, mà tặng mang cái pin này. Ai đặt hàng ở trong live này nhá, từ đầu giờ mình quên mình cũng không nói. Ai đặt hàng ở trong live này được mua với giá là 250k miễn phí ship, tặng một quả pin dự phòng. 250k nhá, miễn phí ship, tặng một quả pin dự phòng. Các bạn nhá, chia sẻ like mạnh lên cho mình ạ. 250k là miễn phí ship, tặng một quả pin dự phòng ạ. Vâng, không sao chị ạ. Chị ơi, tối nào chị cũng dùng nhất nhé. Mỗi tối chị dùng một lần mà. Mỗi tối chỉ dùng 3 giọt thôi chị ạ. Vâng, chị 3 giọt là đủ rồi. Chị đừng dùng nhiều. Cái đấy dùng lên mát lạnh mặt nhé. Vâng, cái này nhiều người khách quen của nhà em mà chị. Nhiều người đặt lại lần sau từ 2 đến 3 lọ luôn đấy chị ạ. Vâng, chị yên tâm với cái dạng xây dung với dạng nóng. Chứ nó đặc sền sệt thì nó không phải xây dung, nó là dạng gel rồi chị ạ. Chị dùng bình thường chứ, nếu mà dùng độc chị dùng không thì nó sẽ không mở được lát tàn nhang, nó là hỗ trợ mà chị. Vâng chị nhá, em đang bận tí chị ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình nhá. Ai đặt hàng ở trong live này sẽ mua với giá là 250k cộng màu của số điện thoại nhá. Nếu mà mua một đôi này sẽ được tặng một đồng hồ Rio dây da này ạ. Mà chia sẻ trên 30 hội nhóm mình cũng sẽ tặng một đồng hồ dây da này. Một đồng hồ đi ra ô dây da này cũng rất đẹp mà, nhưng mà nó không chống xước chống nước gì đâu ạ. Nó chỉ là đồng hồ thời trang vậy, mình ra là hàng tặng mà. Còn đâu ai mà đặt hàng ở trong này thì hôm nay miễn phí ship nhá. Tất cả là được miễn phí ship hết. Miễn phí ship toàn quốc nhá các bạn nhá. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Review tông tụt rồi ạ. 250k nhá, 250k có màu số điện thoại. Đây là màu vàng của nó đấy ạ, màu vàng ạ. Màu vàng nha các bạn nhé. Màu vàng ạ. Xanh tím vàng này, xanh tím vàng nhé các bạn nhé. Xanh tím vàng này, ai đặt hàng cho mình ạ. Xin chào Trần Văn Giang ạ. Xin chào Trần Văn Giang, Trần Văn Giang chia sẻ giúp mình đấy ạ. Xin mọi người chia sẻ cái này để giúp mình ạ. 250k này, 250k cộng màu số điện thoại ạ. Màu xanh, màu vàng, màu tím ạ. 250k cộng màu số điện thoại nhé. Mẫu mới tinh luôn ạ. Mẫu mới toanh, hàng đá bên trong to lắm ạ. To mà nhìn bề mặt của nó nhìn rất chắc chắn này, dày tận chắc chắn này. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn kỹ nhé, các bạn nhìn kỹ nhá. 250k này, phải đi ship toàn quốc, tặng một quả pin ạ. Ok, lượng lượng nhá. 250k cộng màu số điện thoại nhá. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Các bạn đặt hàng cần là 250k cộng màu số điện thoại. Các bạn chia sẻ trên 20 hội nhóm nhá. Chụp ảnh màn hình inbox riêng cho mình sẽ tặng cái này ạ. Nếu mà phần mềm bên mình nhá, quét mà các bạn chia sẻ đủ trên 20 hội nhóm rồi ý, thì mình
gửi địa chỉ cho mình sẽ gửi tặng đồng hồ này ạ. 250k sẽ được 250k mà mua một đôi sẽ được tặng một đồng hồ Dio thời trang này, Dio dây da thời trang. Còn nếu mà ai chia sẻ trên 20 ở nhóm mình sẽ tặng một đồng hồ Dio dây da này ạ. Có mọi người chia sẻ mạnh tay cho mình cái like này với ạ. Tại vì hôm nay mình giới thiệu mẫu mới nhất, chiều nay là hàng mới về, hàng này mới toanh luôn đó. Chiều nay hàng mới về đấy ạ. Mới tinh luôn đấy ạ. Ok, lát nữa kết thúc cái like là chị sẽ xem lại nha, lượng lượng nha. Chị sẽ xem lại, em chia sẻ đủ thì chị sẽ bảo em là gửi tin nhắn cho địa chỉ cho chị. Gửi tin nhắn địa chỉ cho chị thì chị sẽ gửi tặng 250k nha các bạn nhé, 250k cộng màu số điện thoại ạ. Felicit toàn quốc tặng một pin nữa ạ. Trong mai này nhé, trong mai này mong mọi người chia sẻ giúp mình á. 250k này cộng màu cộng số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại, màu vàng, màu xanh, màu tím. Ok, chốt cho Nguyễn Hồng Hương màu vàng ạ. 250k cộng màu số điện thoại này. Trong nay này sẽ Felicit nhé các bạn nhé. Màu vàng màu mới tinh, chiều nay mới về hàng đấy ạ. Chiều nay mới về hàng các bạn nhìn đi ạ. Chiều nay mới về hàng đấy ạ nhé. Các bạn Felicit còn được tặng một pin nữa cơ ạ. Trong nay này bán hàng gần như không lợi nhuận luôn đấy ạ. Tặng pin này, Felicit này. Ok, chốt cho bạn màu vàng rồi nhé, Nguyễn Hồng ạ. Nguyễn Hương Hồng ạ. Felicit lại còn tặng cả pin. Thì mong mọi người chia sẻ giúp mình nhé. 250k nhé, 250k cộng màu số điện thoại ạ. Màu vàng, màu tím, màu xanh ạ. Màu vàng, màu tím, màu xanh nhé các bạn nhé. Màu vàng, màu tím, màu xanh này đẹp tuyệt vời luôn đấy. Đẹp tuyệt vời luôn nhé các bạn nhé. Xin chào Linh Linh ạ. Đẹp tuyệt vời luôn đấy. Mong mọi người chia sẻ mạnh cái like này giúp mình ạ. Đây này, cho các bạn nhìn rõ chứ. Mình cho soi rõ cho các bạn xem nhé. Này, này. Nhìn nghiêng này, cái bài giày của nó này. Đấy, đồng hồ này. Đẹp tuyệt vời luôn đấy ạ. Màu xanh, màu tím, màu vàng ạ. Chống nước nhé bạn nhé. Bạn Hương Hồng có chống nước sinh hoạt đấy nhé. Mình nói là chống nước sinh hoạt, chẳng hạn như các bạn tắm này, rửa chén, giặt đồ các thứ rồi nhá. Chứ còn đâu không phải là ngâm ở trong nước thùng thũng mà cả buổi mà các bạn đi làm tắm biển hay gì các bạn ngâm thùng thũng mãi đâu ạ. Nên mình nói là chỉ có chống nước sinh hoạt, nhưng mình ngâm như này tương đương với cái thời gian mà các bạn tắm rửa chén các thứ, các bạn không phải tháo ra, nó bất tiện lắm ạ. Đeo đồng hồ mà cứ mỗi lần mình đi dùng nước mà lại phải tháo ra thì chắc không ai muốn đeo luôn đấy ạ. Đây nha các bạn nhé, đồng hồ này vẫn chạy rất bình thường. Đây là mẫu cũ và đây là mẫu mới. Mẫu mới là chiều nay mới ra, giá cao hơn thì mình vẫn treo giá là 250k nhé các bạn nhé. Đây là mẫu cũ. Mẫu cũ nhìn cái bề mặt của nó không được to mà sáng như là cái mẫu mới ạ. Chống nước các bạn nhé. Chống nước sinh hoạt nhé, mình nói chống nước sinh hoạt. Đồng hồ thời trang này thì dây kim loại nhá, tay to tay bé không quan trọng nhá, tay to tay bé không quan trọng, không cần phải cắt mắt gì đâu ạ, không phải cắt mắt, mình chỉ dính vào đấy là xong. Tay to thì lới ra mà tay bé thì cho khít vào thì đơn giản lắm ạ. Các bạn chia sẻ giúp mình ạ, chia sẻ cái like này giúp mình ạ. Mình test nước nhá, ai mà muốn test nước thì bảo mình test nước cho xem nhá, test nước bình thường như không đấy ạ, chống nước sinh hoạt bình thường ạ. Đồng hồ thời trang nhá, đeo đồng hồ mà mỗi lần mà cứ đi dùng nước mà tháo ra thì không đeo luôn ạ. Mà hàng đấy mình cũng không bán nhá, hàng ngày hôm nay mình cũng không bán hàng này này. Hàng Dio này, đây cũng là Dio, nhưng Dio dây da. Các bạn đi nước các bạn tháo ra, chứ còn nếu mà về mà rửa chén hay giặt quần áo hay tắm rửa mà đeo cái này vào là nó chết ạ. Mà hàng này nói chung là mình chỉ là tặng, hàng tặng ngày hôm nay đeo thời trang thôi. Các bạn nhé, hàng tặng mình đeo thời trang hàng nay thôi. Ai chia sẻ trên 20 hội nhóm là mình sẽ tặng một cái đồng hồ này. Nhưng mình không bán nhé, trong nay là mình không bán nhé. Hoặc là ai mà mua một đôi thì sẽ được tặng một cái đồng hồ thời trang Dio thời trang này thôi. Mong mọi người chia sẻ cho mình nhé, chia sẻ cho mình. Hôm nay mình giới thiệu cái mẫu mới nhất đấy ạ. Hôm nay mình giới thiệu mẫu mới nhất ạ. Mẫu mới nhất của Dio chiều nay mới về hàng đấy ạ. Mẫu mới tinh luôn. Các bạn xem cái mặt đá của nó sáng như này cơ ạ. Hàng đá bên trong sáng cực kỳ luôn đấy ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình ạ. View đang tụt rồi ạ. Tại vì là cái hàng mới này mình muốn giới thiệu cho mọi người xem ấy, thì là mình đang sale giá thôi, chứ còn bình thường của nó không có giá này đâu ạ. Hàng mới về chiều nay mình muốn giới thiệu cùng mọi người ạ. Màu vàng ạ, màu vàng nhúng nước ạ.
Ok nhá, màu vàng nhúng nước đây nhá, màu vàng đây nhá, mình sập cái chốt này vào nhá. Đồng hồ chạy bình thường chưa? Các bạn thích bảo thích cho mình cho màu vàng nào vào hay màu gì cái nào vào test nước mình vẫn test bình thường các bạn nhá. Hà Nguyễn nhá, Hà Nguyễn xem mình test nước màu vàng đấy nhá. Xem mình test nước màu vàng nó vẫn chạy bình thường đấy nhá các bạn nhá. Mình test nước màu vàng này. Mình nói hàng nào thì nó là cái hàng đấy. Bán hàng chuyên nghiệp đấy thì là mình muốn bán lâu dài, muốn có khách được lâu dài thì hàng làm mình phải bảo hàng đấy luôn. Nếu khách về ví dụ như rửa đọc cái đi ra tắm hoặc rửa tay một cái mà vào chết thì chắc là thôi muốn đến đốt nhà mình luôn đấy ạ. Đây nha các bạn nhìn nhá, ngồi chưa chạy rất bình thường ạ, rất bình thường nha các bạn nhé. Mình đã test màu vàng nhá, màu vàng nhá, cho thẳng vào cốc nước nhá các bạn nhá, test bình thường này, test bình thường như không chưa. Nào đi nhá, đồng hồ sáng lấp lánh luôn ạ, sáng lấp lánh luôn các bạn nhá. Đây là mẫu mới tinh, chiều nay mới về luôn đấy, mẫu mới tinh. Chiều nay mới về hàng nhá, chiều nay mới về hàng cái mẫu mới này là màu vàng với màu tím thôi. Còn màu xanh nó cũng có y như màu này nhưng mà nó chưa về nhá các bạn nhá. Còn các bạn đặt hàng cái chuyện đấy cứ để lại màu thôi là ngày mai là đã có hàng màu xanh rồi. Còn chiều nay là mới có màu tím với lại màu vàng thôi. Các bạn nhìn đi, mới tinh luôn đấy ạ. Hằng Nguyễn ạ. Ok Hằng Nguyễn ơi, cho một cái thì bạn phải để lại màu và số điện thoại nhé bạn nhé. Không có đồng hồ nam ạ. 250k nhé, 250k đồng giá 250k. Đồng giá 250k nhé. Bạn nào mà muốn mình test nước mình lại vẫn thả bình thường nhé các bạn nhé. Đây mình vẫn thả bình thường thôi nhé. Thả vào trong cốc nước luôn đấy ạ. Thả như này là tương đương với lại cái thời gian mà các bạn đi tắm, đi giặt đồ, rửa chén hay là mọi đi mưa đấy ạ. Chứ còn đi tắm biển mà ngâm cả buổi thì mình không đảm bảo đâu ạ. Tại vì nó chỉ có hơn 200.000 thôi. Mình nói là chỉ chống nước sinh hoạt thôi nhé các bạn nhé. Để cho các bạn cứ phải không phải tháo ra tháo vào rất bất tiện, là của bền tại người thôi. Chứ các bạn mà đi biển mà các bạn tắm cả một buổi chiều thì chắc là nó cũng chết ạ. 250k nhé, 250k đồng giá 250k hết các bạn nhé. Mẫu mới hôm nay mình vẫn bán theo giá là đồng giá 250k bằng mẫu cũ, không bán hơn nhá. Tại vì đó là mẫu mới thì mình chỉ muốn giới thiệu sản phẩm cho mọi người cùng biết thôi. Không có đồng hồ lam nhé các bạn nhé. Đồng hồ đấy ạ, vẫn chạy rất bình thường ạ, mà vẫn sáng lấp lánh rồi nhé. 250k này, 250k đồng giá 250k nhé các bạn nhé. Đồng giá 250k đồng hồ chống sức chống nước sinh hoạt ạ. Phải đi ship nha các bạn nhé, ai mà đặt hàng trong này sẽ được phải đi ship nha. Hằng Nguyễn. Ok Hằng Nguyễn, bạn ơi bạn để lại màu nữa ạ. Bạn để lại màu cho mình nhé, tại vì là hàng này là hàng mới tinh mà. Cho nên là mình phải đặt hàng theo số lượng nữa. Hàng này chiều nay mới về thôi thì không biết là bạn chốt màu gì. Hiện giờ là màu xanh là đang không có. Màu xanh là mai chiều mai nó mới về hàng cơ ạ. Màu xanh là chiều mai mới về hàng nhá. Hiện giờ là đang có màu vàng với màu tím nhá, màu tím với màu vàng rất nhiều nhưng màu xanh thì màu xanh như thế này này, mẫu mới này thì chiều mai mới có hàng ạ. Hai cái mẫu là chiều nay mới về đấy ạ. 250k nhá, 250k nhá, khỏi đi ship mà trong nay này ai mà đặt hàng trong nay mình sẽ tặng một quả pin đấy ạ. Xin chào Gia Huy ạ, màu tím, ok chốt cho hàng màu tím nha, màu tím ạ, màu tím đẹp long lanh luôn, công nhận màu tím mình đẹp. Đây chiều nay màu tím đẹp hết, màu tím nhìn mê luôn, công nhận là hàng về cái ai phải kêu màu tím với màu vàng may đẹp thật. Ok chốt cho bạn Hằng Nguyễn màu tím ạ. Chốt cho Hằng Nguyễn màu tím nha. Các bạn chia sẻ cho mình ạ, Gia Huy ơi chia sẻ cho mình ạ, chia sẻ cho mình cái like này, hôm nay mình giới thiệu mẫu mới ạ. Yêu nha bạn nhá, Bích Thảo ạ, Luân Bích Thảo ạ. Hàng là ngồi yêu dây da nhá, à dây kim loại nam châm ạ. Mất tay to tay bé không quan trọng nhá, tay to tay bé không quan trọng, không cần phải cắt mắt đâu ạ. Nhiều bạn mua đồng hồ về để phải cắt mắt, thì đây không phải cắt mắt đâu ạ. Không phải cắt mắt một tí nào nhá. Đồng hồ chuyên nữ không có lam nhá. Đồng hồ này là đồng hồ chuyên nữ, mình không bán đồng hồ lam ạ. 250k cộng màu số điện thoại nhé, 250k cộng màu số điện thoại. Ai đặt hàng ở trong này có lấy ship nhé, có lấy ship tặng một cái pin ạ. Đã được miễn ship rồi thì các bạn lại còn được tặng cái pin, một quả pin nữa cơ ạ. Đây là giới thiệu sản phẩm mới nhất ạ, chiều nay mới về hàng các bạn nhé.
sản phẩm mới nhất chiều nay mới về hàng đấy ạ. Hà Nguyễn màu vàng nhé, màu vàng thì bạn phải để lại số điện thoại nhé Hà Nguyễn nhé. Các bạn đặt hàng các bạn phải để lại số điện thoại nhé. 250k nhé, xin chào heo, pe heo heo gì ạ? 250k cộng màu số điện thoại. 250k cộng màu số điện thoại nhá. Đồng hồ này có phay màu nhá. Mình nói là có phay màu. Tại vì nó chỉ có hơn 200.000 thôi, nó có phay màu. Nhưng mà đa số mà khách mà mua nhà mình thì đeo phải hơn 1 năm mới bắt đầu nó phay màu cơ. Hơn 1 năm mới phay màu nhá. Phay màu tính theo năm nhá. Chứ đeo 1 tháng hay 2 tháng nó chưa phay, không có vấn đề gì đâu nhé các bạn nhé. Vài tháng có vấn đề gì nhá, hơn 1 năm sẽ phay màu nhá. Tại vì nó là đồng hồ thời trang mà, đồng hồ mấy triệu cái nó còn phai màu, trừ khi vàng nó sẽ không phai màu. Xin chào Lâm Bích Thảo ạ. Ok, chốt cho bạn màu xanh. Màu xanh này mẫu mới nhé bạn nhé, không có mẫu cũ ở đâu ạ. Mình không lấy mẫu cũ ở đâu ạ. Mẫu này là mẫu cũ rồi, mình lấy mẫu mới ạ nhé. Mẫu mới là màu xanh, mai sẽ vào hàng. Y như cái mặt này luôn, y như cái mặt màu vàng với màu tím này luôn. Thế nhưng mà màu ấy đấy, màu này là màu xanh, nhưng mặt này, bên trong của nó nhé, kim của nó như này, màu vàng nhé bạn nhá. Màu vàng ạ, à. Nguyễn Thị Lệ Thủy. Ok, mình đang đeo màu vàng nhé bạn nhé, mình đang đeo màu vàng đấy ạ. Ok, Luân Bích Thảo nhá. Được rồi, Hủy Hủy ạ, à. Cho bạn hủy đơn nhá. Luân Bích Thảo hủy. Hủy đơn các bạn nhá. Hai trăm năm mươi k đồng giá 250k nhá. Màu vàng mình đang đeo trên tay nhá. Ok, cho bạn mình hủy đơn của bạn nhá, mình chưa chốt đơn đâu ạ. Bạn nào mà đặt hàng ấy mà chưa suy nghĩ kỹ thì không chắc chắn mà không muốn lấy hàng ấy, hoặc là bảo là mình lưỡng lự thì tốt nhất là không đặt. Còn nếu mà đặt hàng ấy sáng mai 7 giờ sáng là mình đã cho hàng đi rồi. Mà lúc đấy mà các bạn mới nói là hủy đơn đi, một cái đồng hồ mà mình bán treo giá là nó trả được bao nhiêu tiền đâu ạ. Mà lại còn miễn cả ship, tặng cả pin. Chẳng qua đây là trong nay thì mình bán được nhiều thì mình bán cái giá thôi. Thì các bạn hủy ngay cho mình, như là bạn Luân Minh Thảo này giúp mình ạ. Xin chào Thủy ạ, xin chào bạn Thủy ạ. Còn nếu mà một khi mà đã cho hàng đi rồi, mới điện là ví dụ như em ơi, chị ơi, em không lấy hàng ở đâu, thì lúc đấy thì nó thật là chả làm gì được. Quay đầu về mất mấy chục nghìn tiền ship, thế là lỗ vốn luôn. Bán hàng này nói thật là nhiều khi cũng rất chi là bực mình ạ. À. Cho nên nhưng mà mình nói thẳng này, nói thật cho các bạn hiểu, các bạn thông cảm giúp mình ạ. À. Đấy, như bạn Huy này mình rất chi là thông cảm, mà bạn không thích cái mình bạn nói hủy đơn luôn. Mong mọi người chia sẻ cái like này giúp mình nhé. Mình xin giới thiệu đồng hồ Dio dây 5 châm này ạ. À. Dio nha, dây 5 châm kim loại chống xước chống nước sinh hoạt nhé bạn nhé. Chống xước chống nước sinh hoạt, à, chống nước. Chống xước chống nước sinh hoạt nhé. Mình nói là chống nước, chống xước sinh hoạt đấy ạ. À. Chống nước màu tím màu xanh màu vàng đẹp long lanh luôn đấy. Mong mọi người chia sẻ cái like này giúp mình nhé. Màu tím màu xanh màu vàng nhé, đẹp long lanh luôn đấy ạ. Xin chào Huệ Trần nhé. Ok, chốt đơn cho bạn rồi nhá Hà Nguyễn nhá, chốt đơn cho bạn màu vàng rồi ạ. Chốt cho Hà Nguyễn màu vàng rồi nhá. Bạn nào mà đặt hàng ấy là để sửa lại số điện thoại cộng màu giúp mình. Còn đồng màu không bên mình sẽ không chốt đơn các bạn nhá. Nhiều bạn thì ẩn comment lắm ạ. Ở đây ẩn rất nhiều, mình thấy cứ hiện lên xanh tím, nhưng mà các bạn như vậy mình không kết bạn ấy. Nhiều khi là các bạn đi vào nhóm rồi không kết bạn với mình ấy, mình vào tin nhắn chờ nhiều người chả nhận được, chả vào tin nhắn chờ thì chả nhận được, rất mất thời gian. Có khi cũng có bạn đặt hàng 3-4 ngày rồi mình nhắn tin đấy cũng chả thấy gọi điện, chả thấy nhắn tin lại. Xong đến lúc lấy số gọi điện thì kêu không gửi hàng cho em à, thì không lấy địa chỉ thì làm sao mà gửi được hàng. Thì mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Cho nên là các bạn cứ phải để lại số điện thoại thì bên mình sẽ có liên lạc với các bạn để lấy địa chỉ được. Ok, Hà Nguyễn mình chốt cho bạn rồi nhé. Còn nếu mà các bạn
rất nhiều người nha, rất nhiều người bị ẩn comment nên các bạn thông cảm cho mình nhá. Mở cái bọn kia lên bé. 250k, 250k cộng bầu cùng số điện thoại ạ. 250k cộng bầu cùng số điện thoại ạ. Sau khi kết thúc cái live này, nếu mà nó còn sớm sớm ấy, thì mình sẽ liên hệ với các bạn ngay. Còn nếu đã muộn quá rồi thì mình sẽ không làm phiền các bạn nữa. Tại vì là mai còn đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm ạ. Nhiều bạn đi công ty chứ rất vất vả, phải đi từ sáng sớm ạ. Không như bọn mình bán hàng là ngủ muộn một tẹo cũng được ạ. Xin chào Nguyễn Phương Anh ạ. 250k nhé, 250k cộng bầu số điện thoại free ship này. 250k cộng bầu số điện thoại free ship mà các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Ai chia sẻ trên 20 hội nhóm mình sẽ tặng một đồng hồ Dio dây da này. Ai chia sẻ trên 20 hội nhóm mình sẽ tặng một đồng hồ Dio dây da. Đồng hồ Dio dây da nhé, mình nói trước là không chống nước nhé. Không chống nước ở đâu ạ, nó chỉ là đồng hồ thời trang thôi. Nhà mình bán hàng nào mình nói hàng đấy ạ. Nó chỉ là đồng hồ thời trang thôi nhé các bạn nhé. Đây là mình là hàng tặng mình không bán. Ai chia sẻ trên 20 nhóm mình mới tặng. Còn cái đồng hồ này là chống nước nhé các bạn nhé. Mình test nước cho bạn xem đấy nhé. Test nước cho bạn xem đấy. Test nước cho các bạn xem tương đương như các bạn uống nước sinh hoạt đấy. Test nước cho bạn xem luôn đấy. Nó có màu tím, màu vàng, màu xanh nhé. Màu tím, màu vàng, màu xanh. 250k cộng màu số điện thoại. 250k cộng màu số điện thoại. Lát nữa kết thúc cái live. Hôm nay mình sẽ kết thúc sớm. Mình sẽ liên lạc cho các bạn mình chốt đơn. Hôm nay mình sẽ không live lâu đâu ạ. Các bạn nhìn nhé, đồng hồ nhé, rất bình thường, vẫn chạy rất bình thường ạ. 250k đồng giá, 250k free ship các bạn nhé. Hôm nay mẫu mới mình giới thiệu các bạn này, mẫu mới này, mẫu mới nhé. Đây mẫu mới này, chiều nay về hàng đấy ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ, nhiều người biết đến cái mẫu mới này ạ. Mẫu mới này các bạn không mua đâu được 250.000 đâu ạ. Mà trong một quả pin này, trong một cái like này mình sẽ tặng mỗi người một quả pin nhé. Trong like mình sẽ tặng mỗi người một quả pin ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình nhé. 250k cộng màu của số điện thoại ạ. 250k cộng màu của số điện thoại các bạn nhé. Mẫu mới tinh luôn đấy ạ. 250k cộng màu của số điện thoại. Mình sẽ tặng các bạn một quả pin nhé. Lượt view đang tụt dần đấy ạ. Nếu mà nó tụt nhiều quá thì mình sẽ không like đâu ạ. Tại vì trong live này mình bán hàng mẫu mới ý, thì mình đã sale giá rất sốc rồi đấy ạ. Trong live này nhá, đã giảm giá rất nhiều rồi. Thì mọi người chia sẻ giúp mình cho lượt view nó tăng lên ạ. 250k này, 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé. 250k cộng màu số điện thoại. Đồng hồ chống nước, chống nước sinh hoạt đấy các bạn nhé. Chống nước, chống xước sinh hoạt đấy. Rất đẹp luôn ạ. Đẹp long lanh luôn nhé, bên ngoài nó còn đẹp hơn nữa. Bên ngoài nó sáng lắm ạ, sáng lấp lánh luôn ạ. Bên trong này nó không, nó bị mờ mờ một chút. Bên ngoài sáng cực kỳ luôn ạ. 250k nhá, 250k cộng màu số điện thoại nhá. Lại 250k cộng màu số điện thoại mà các bạn chia sẻ giúp mình nhá. Chia sẻ cái like này giúp mình để nhiều người biết được ạ. À, tại vì đây là mẫu mới tinh, chiều nay mới về hàng nhé. Hai trăm năm mươi k các bạn chia sẻ giúp mình ạ. Các bạn chia sẻ giúp mình nhé, chia sẻ giúp mình này. 250k này, 250k cộng màu số điện thoại nhé. 250k cộng màu số điện thoại. Lát nữa là mình kết thúc cái like này sớm thì mình sẽ liên lạc với các bạn nhé. Để là chốt đơn ạ, chứ còn muộn quá rồi thì mình sẽ không liên lạc nữa. Xin chào Linh Trúc ạ, xin chào Linh Trúc, mong mọi người chia sẻ cho mình cái like này với ạ. Hai trăm năm mươi k nhé, 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k, 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé. Các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Xin chào Nhung Nương ạ. Xin chào Trung Linh, mong mọi người chia sẻ cái like này giúp mình nhé. Chia sẻ đi ạ, chia sẻ đi ạ, chia sẻ hai trên 20 nhóm các bạn sẽ nhận được quà đấy ạ. Xin chào Phúc Phúc Ly Dương ạ. Các bạn sẽ nhận được quà đấy ạ. Chia sẻ trên 20 nhóm tặng một đồng hồ Dio dây da này ạ.
tặng một đồng hồ điêu thời trang. Nó là chỉ là hàng thời trang các bạn nhé, không chống nước chống xước gì đâu ạ. Còn cái hàng bán này của mình hôm nay mình bán này 250k này là chống nước chống xước cho các bạn nhé. 250k đồng hồ chống nước chống xước ạ. Đẹp lắm, long lanh luôn, hàng mới về đấy ạ. Hàng mới về nha các bạn nhé. Bao nhiêu số? 250k này, 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k này, 250k cộng màu số điện thoại ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình nhé. Hôm nay mình giới thiệu đồng hồ đi ô dây âm châm này ạ. 250k cộng màu số điện thoại nhé. Màu tím, màu vàng, màu xanh ạ. Màu tím, màu vàng, màu xanh nhá. Nhóm này không bằng đi trước. 250k cộng màu số điện thoại, màu vàng, màu tím, màu xanh nhé. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Cộng màu số điện thoại ạ. Màu vàng, màu tím, màu xanh nhé. Cái lượt view đang tụt rồi, các bạn chia sẻ giúp mình ạ. Thì mình sẽ like tiếp tục xả. Mình sẽ like tiếp tục xả cái đồng hồ này, mẫu mới này giá 250k. Mình đang sale giá nhé, mình sale giá cái đồng hồ này 250k mẫu mới. Xin chào Đồng Mai ạ. Đồng Mai chia sẻ giúp mình cái like này đi ạ. Các bạn nhìn kỹ chưa? Đồng hồ chống nước chống xước nhé. Bạn nào đạt mốc lượt view tăng lên đi, lượt view tăng lên thì mình sẽ test nước các bạn xem tiếp tục nhá. Lượt view đang tụt cho các bạn nhá. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Xin chào Phương Phương ạ. Ai đi qua cho mình xin một chấm nhá. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Đồng hồ Dio dây lăng châm kim loại này, đây dây lăng châm dính nhá, dây lăng châm dính kim loại này không có mắt thôi chứ gì đâu ạ, không có mắt thôi chứ gì. Các bạn đeo trơn tru, đeo trơn tru thì như kiểu mình đeo lắc tay vòng tay thôi nhá, không có mắt thôi chứ nhá. Tay to tay bé các bạn không cần phải cắt khóa đâu ạ, tay to tay bé không cần cắt khóa nhá. Nhiều người phải đi cắt mắt đấy ạ, đây không phải cắt đâu nhá. Dây nó dính này, dây dính rất là nên mình xoay gần cho bạn xem đi, mặt nó đẹp tuyệt vời luôn, đẹp long lanh luôn đấy ạ. Không nha bạn nhá, ai đặt hàng ở trong line này mình nói rõ từ đầu giờ nhá, ai đặt hàng ở trong line nhá, free ship toàn quốc mà lại còn được tặng một quả pin dự phòng đấy ạ. Tại vì cái mẫu này mình muốn giới thiệu mẫu mới cho các bạn thôi. Mẫu này này, mẫu vàng với mẫu tím này là chiều nay mới về hàng nhá. Cái mẫu mới này nó cũng có màu xanh, nhưng mai chiều mai nó mới về nhá. Nhưng vẫn giống màu với nhau luôn nhá, thì mình nói cũng rõ nhá. Mẫu mới mình vẫn sale giá là 250k nhá, giới thiệu sản phẩm mới chiều nay mới về hàng đấy ạ. Chiều nay gọi là ai mà theo dõi mình like rồi là mình like cái mẫu cũ, còn hôm nay mình like là like mẫu mới. Ok, chị Phương Phương ạ, chị Phương Phương ơi cho em xin điện số điện thoại ạ. Số điện thoại cộng màu chị nhé, đặt hàng phải có số điện thoại cộng màu ạ. Ok, chốt cho chị Phương Phương màu vàng ạ. Màu vàng nhé các bạn nhé, đồng hồ chống xước chống nước sinh hoạt này, chốt cho chị màu vàng ạ. Lát nữa nhé, lát nữa mà kết thúc cái live này sớm ấy, thì mình sẽ gọi điện liên lạc với các bạn để lấy đơn, chốt đơn. Còn nếu muộn quá rồi thì sáng mai nhé, sáng mai là mình sẽ liên lạc với các bạn ạ. Nếu mà lượt view tăng lên thì mình sẽ tiếp tục like, còn nếu tụt xuống thì mình sẽ không like nữa. Tại vì là hôm nay là sản phẩm mới mình giới thiệu, chỉ là giảm giá là giới thiệu sản phẩm thôi. Số lượng thì nó thực sự là cũng không nhiều đâu. Thậm chí là ngày hôm nay hàng còn chưa về đủ các bạn. Chiều nay mới về được mấy mẫu mới nhé. Mấy mẫu thì mình like giới thiệu luôn cho các bạn. Ok, chốt cho chị Phương Phương màu vàng ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình nhé, lượt view đang tăng lên rồi đấy ạ. Rất nhiều người nha, rất nhiều người bị ẩn comment nên mình không nhìn thấy, mong mọi người thông cảm nha, rất nhiều người bị ẩn đấy ạ. Các mọi người bị ẩn thì không lo đâu ạ. Thì view cứ để lại đặt hàng, chỉ cần để lại số điện thoại, màu này, bên mình chỉ có phần mềm quét nhá.
Ok chị Phương Phương ạ. Tránh xã nhỉ. Tây Linh ạ. Tây Linh 3 ngày nhé chị nhé. Tây Linh 3 ngày sẽ nhận được hàng ạ. Thường thường có Tây Linh, Linh của cô 2 ngày đã nhận được hàng rồi đấy ạ. Màu vàng khi nhận hàng nhé chị nhé. Khi nhận hàng là chị được bỏ ra kiểm tra hàng và có kiểm tra đủ xem là có pin không ạ. Pin nhé, bên em không làm tặng thêm một quả pin đấy ạ. Free ship tặng pin. Khi nhận hàng khách hàng được kiểm tra hàng ạ. Bán hàng rất uy tín ạ, được kiểm tra xong mới nhận hàng ạ. Các bạn chia sẻ cho mình nhé. Free ship trong trong nay nhé các bạn nhé. Free ship trong nay ạ. Ai đặt hàng ngoài nay này sẽ không được free ship rồi ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Ok, cảm ơn chị Phương Phương, em sẽ chốt đơn cho chị rồi nhá. Chốt đơn cho chị màu vàng rồi ạ. Ai đặt hàng ngoài live thì sẽ không được free ship đâu ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. 250k, 250k cộng màu số điện thoại nha các bạn nha. 250k cộng màu số điện thoại. Không mua đâu được 250k cái đồng hồ Rio bố mới tinh này đâu ạ. Chiều nay mới về hàng, số lượng rất ít ạ. Thì mình like là tối nay là mình giới thiệu luôn, để mai là mình chốt đơn. Riêng cái mẫu mới nhé, mẫu mới này nhé, mẫu mới tinh luôn đấy ạ. Các bạn nhìn này. Mong mọi người chia sẻ cho mình nhé. Lượt view lại lại từ chối, vừa tăng lại từ rồi ạ. Nếu tăng thì mình sẽ tiếp tục giảm giá cho các bạn vì số lượng nó có ít. Còn nếu mà giảm thì mình sẽ không 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 nay để giới thiệu sản phẩm nữa đâu ạ. Trong like này nhá, được free ship. Trong like này free ship mà lại còn được tặng một quả pin dự phòng ấy ạ. Tặng một quả pin dự phòng. Free ship tặng một quả pin dự phòng nha các bạn nhé. Nhận hàng, được kiểm tra hàng. Màu tím út rượu, màu tím đi bạn ơi. Màu tím đi bạn nhé, màu tím này của nó là tím ngắt luôn nhé, không phải tím đen, tím đậm ấy ạ. Đấy. Cái mặt của nó này, cái mặt của nó đẹp long lanh luôn nhé các bạn nhé. Trong này có hàng đá nhé, nha. Màu tím đẹp long lanh luôn. Màu tím đi bạn nhé. Sáng long lanh. Màu tím y cái màu vàng này bạn nhé. Y như màu vàng mình đang đeo trên tay đây. Màu tím y như màu vàng mình đang đeo trên tay đây. Đây là có bóng đèn đấy, nó lóa có bóng đèn các bạn nhìn không rõ đâu. Bên ngoài đẹp lắm ạ. Tại vì bên trong nó có lớp nhũ nữa. Bên trong nó có lớp nhũ làm sao nhìn nó lại càng lóa. Cái này thì mình cho xem đọc dây không này. Đấy. Màu tím rồi nhé bạn nhé. Màu tím. Tím này cái màu tím nó đẹp không? Màu tím nó rất tươi. Màu tím thì tím tươi đấy, không phải tím tối gì đâu ạ. Màu tím này. Đẹp long lanh luôn đấy ạ. Xuân trường. Ok, chốt cho xuân trường màu vàng ạ. Màu vàng ạ, màu vàng mình đang đeo trên tay đây bạn nhé. Màu vàng mình đang đeo trên tay nhé, không phải cắt mắt thì gì đâu. Dây kim loại 500 dính nhé, các bạn dính này. Mua về tay to tay bé nhé, chỉ phải dính thôi mà thôi. Gập 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 vào dính như này là xong. Nếu mà tay bé. Còn tay to thì mình cứ lôi hết cỡ ra như này. Đấy. Mình lôi hết cỡ như này. Như chào Nguyễn Ngọc ạ, màu tím này ạ. Ok, chốt cho Trường Xuân màu vàng ạ. Bên mình chốt đơn như này nhá, chốt đơn như này lát nó sẽ lát nó leo sớm thì sẽ có người gọi xác nhận đơn, còn không thì mai ạ. À. Mai là sẽ có nhân viên gọi xác nhận đơn nhé bạn nhá. Màu tím mày đẹp thật đấy. Màu tím màu vàng đẹp long lanh luôn đấy ạ. Màu xanh nữa ạ. Màu tím màu vàng màu xanh. Bạn nào mà thích nổi bật ấy, trẻ trung và nổi bật thì là màu xanh nhá. Còn nhã nhặn hơn một chút thì nó là màu vàng. Màu tím, màu xanh, màu vàng ạ. Màu tím, màu xanh, màu vàng, ba màu nha bạn nhé, ba màu ạ. 250k nha bạn nhá. Các bạn nhá.
250k, nếu ai đặt hàng ở trong này được free ship. Free ship phải cộng một quả pin ạ. Các bạn kiểm tra hàng nhé, khi mà nhận hàng ấy, mà kiểm tra là bên trong có pin ạ. Có nha bạn nhé, bên trong là có nhũ nhé, có nhũ sáng lấp lánh luôn ạ. Sáng lấp lánh nhé, còn đây là hàng đá nhé bạn nhé. Một vòng nó là vòng đá này, nó không phải là số mặt đá nhé. Một đá ở trong có nhũ nhấp nhánh, nhưng mà tối này nó không nhìn rõ đâu bạn ạ. Tối này không nhìn rõ nhá, còn bên ngoài nó sáng long lanh luôn ấy ạ. Nó là đồng hồ chuyên nữ mà, nó ra thiết kế rất kia chi là đẹp luôn. Nhà mình không bán đồng hồ nam nhé, trên này có những cái mẫu nữ nào mà mới cập nhật về là mình lấy luôn. 250k này, 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại ạ. Uống rượu nha, đây chứ. Bên trong nó có nhũ này, bạn nhìn rõ nhỉ, bên trong có nhũ nhá. Nhưng mà soi ở cái ánh điện này nó chỉ được thế thôi ạ, bên ngoài nó mới sáng. Bên trong ánh điện càng soi vào lại càng lóa, nhìn nó lại cứ mờ mờ. 250k, 250k cộng màu cùng số điện thoại mà mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Lượt view nó tăng lên rồi đấy ạ, mình lại ngồi tiếp tục, mình ngồi nay ạ. Tại vì cái số lượng nó rất ít nhé các bạn nhé, số lượng cực kỳ ít luôn đấy ạ. Chiều nay mẫu mới, chiều nay mới về cho nên số lượng rất ít ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Rút ra đây xem nào. 250k cộng màu số điện thoại ạ. À. 250k cộng màu số điện thoại các bạn nhé. Đồng hồ chống nước chống sức sinh hoạt ạ. À. 250k. Các bạn chia sẻ giúp mình nghe, nó view rồi bắt đầu tụt rồi đấy ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số, ok chốt cho Út Diệu màu tím ạ. Màu tím ấy bạn nhé. Khi các bạn nhận hàng này được thay nhận được kiểm tra hàng, được kiểm tra hàng và kiểm tra xem đúng là mình đúng xem là mình có tặng một quả pin không nhá. Màu tím ấy nhé bạn nhé, màu tím này. Màu tím mình đeo lên mình còn thấy đẹp hơn màu vàng. Đấy màu tím ấy ạ. Tím nó nổi ấy. Nhìn rất đẹp. Bên ngoài nhìn nó sáng hơn chút nhé, tại vì ánh điện này ạ. Màu đen không có màu đen nhá. Hôm nay đặc biệt là từ giờ mình sẽ không lấy màu đen nữa nhá. Màu đen là lúc đầu các bạn đặt trong rồi cuối cùng phản hồi của không có nhá, mình nói đồng hồ này đồng hồ thời trang nhá bạn nhá, chỉ có hơn 200.000 thôi nhá, không có lịch có chiếc gì đâu ạ. Nó chỉ có tác dụng là chống nước chống sức sinh hoạt là nó tốt lắm rồi ạ. Nói thực sự thế, bán hàng nói khó nghe nhưng đúng là nó chỉ có tác dụng chống nước chống sức sinh hoạt ấy. Mình đang ngâm trong nước này là đã là tốt rồi, không có lịch có ngày gì cả. Nó là đồng hồ thời trang nhá, đồng hồ thời trang mình đang đeo màu tím nhá. Màu đen, màu đen nhà mình không có này, màu đen màu trắng không có mà chỉ có màu tím màu vàng. Đây là còn thừa màu, màu đen này mà chỉ có màu tím này, màu xanh màu vàng thôi nhá. Màu đen, màu tím, màu vàng nhé các bạn nhé. Màu xanh, màu tím, màu vàng. Màu xanh, màu tím, màu vàng nhé các bạn nhé. Màu xanh, màu tím, màu vàng này. Màu xanh, màu tím, màu vàng nhé. Mình đang đeo, vượt tay mình sẽ đeo tiếp màu vàng bên này cho các bạn xem nhé. Thì tí lát nữa là đeo dễ dàng cực kỳ luôn này. Không phải khó khóa mi cái gì cả.
dễ cực kỳ luôn nhá, màu vàng với màu tím mình đang đeo trên tay nhá, màu vàng màu tím mình đang đeo trên tay ạ. Màu xanh nhé các bạn nhé, màu xanh này ạ, màu xanh, màu tím, màu vàng, ba màu thôi nhé, hôm nay mình chỉ có ba màu thôi nhé. Từ giờ nhà mình sẽ không có màu đen đâu ạ, các bạn. Bạn ơi, cái trong trong cái đồng hồ này nó có pin rồi nhé bạn nhé, út rượu nhé, trong đồng hồ này nó có pin rồi. Thì mình tặng cái quả pin này, mình tặng cái quả pin này là chỉ khi nào mà các bạn hết pin ý, thì các bạn bỏ ra các bạn thay thôi, nó ra hiệu đồng hồ thay thôi. Thì đỡ mất tiền pin cho các bạn thôi. Chứ còn đâu mình trong này nó có pin rồi. Còn giờ thì mình sẽ không chỉnh giờ đâu. Mình không lên giờ trước. Tại vì lên giờ trước ấy, thì nhiều khi đi và chuyển hàng qua bưu điện ấy, nó họ quăng quật. Họ quăng quật, nó ảnh hưởng đến cái kim pin đang chạy. Tại vì pin mà đang chạy thì sẽ họ va đập nhiều, nó sẽ có ảnh hưởng. Thì mình sẽ để cho nó chết giờ. Mình rút cái chốt ở đây ra này. Mình rút cái chốt đây ra nhé. Mình lấy cái chốt này ra thì để cho nó không chạy giờ nữa. Đấy, thì khi các bạn nhận hàng ấy thì các bạn lại sập cái chốt này vào để kiểm tra nhé. Các bạn phải sập cái chốt này vào nhé. Có nhiều bạn nhận hàng mà chị ơi đồng hồ chết. Xong ở bên mình ý, mỗi một đơn hàng đi là bên mình đã kiểm tra rất kỹ rồi. Tại vì là nếu mà không kiểm tra kỹ, mất công mà quay đầu thì là lỗ vốn. Tôi tốt nhất là các bạn cho các bạn ấy cứ ngồi là phải kiểm tra từng cái một. Đóng vào cái nào cái là phải kiểm tra cái đấy luôn. Thì đỡ mất công là chuyển hoàn. Chuyển hoàn lại mình chịu tiền ship cao hơn chứ ai đâu. Nói chung bên mình kiểm tra rất kỹ. Khi các bạn nhà hàng các bạn chập cái chốt này vào nha. Mình bên mình tuyệt đối là không lên giờ trước cho các bạn đâu ạ. 250k nhé, thu hàng nhé. 250k phải ship trong buổi live ngày hôm nay, tặng một quả pin nè. Tặng một quả pin nhé. Mình vẫn đang ngâm nó trong cung nước rồi nhé các bạn nhé. Đang ngâm cung nước rồi. Tương đương với các bạn ngâm nước sinh hoạt đấy ạ. Tương đương các bạn ngâm nước sinh hoạt nhé các bạn nhé. Yeah. Vẫn ngâm nước bình thường các bạn nhé. Mình ngâm nước cho bạn xem luôn nhé. Chứ không có phải là bảo là sợ, bảo nói như thế mà không dám cho vào nước quảng cáo. Cho vào nước luôn. Mà khi các bạn nhận hàng là các bạn phải lên giờ lấy. Chứ mình không lên hộ đâu. Lên hộ là đến lúc trong quá trình vận chuyển họ quăng quật nhiều lắm. Đi xuống bưu điện á, họ nhập hàng á, họ quăng cứ vèo vèo như kiểu như là cái quăng hòn gạch ấy. Chứ họ không cầm xếp sắt như mình bình thường đâu ạ. Xong lên ô tô họ quật vèo vèo ấy. Mong mọi người chia sẻ cho mình nhé. 250k này, 250k cộng màu số điện thoại nhé. Xanh, tím, vàng. 250k cộng màu số điện thoại xanh, tím, vàng. 250k cộng màu số điện thoại, lượt view tăng lên thôi ạ. Nếu lượt view tăng lên, cái số lượng hàng có hạn. Nó đổ đi ăn. Số lượng hàng có hạn nhưng mình vẫn like cho các bạn bình thường. Tại vì hàng mới nhá, mình nói rõ là hàng mới chiều nay mới về hàng nhá. Hàng mới chiều nay mới về. Mọi người chia sẻ với mình nhé, 250k, 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Mình sẽ không nay lâu đâu, hôm nay mình sẽ không nay lâu tại vì nó là sản phẩm mới nhưng mình không nay lâu đâu ạ. Sản phẩm mới mình like chỉ một lúc nữa thôi là mình nghỉ đấy ạ. Mình giới thiệu thế thôi ạ. Số lượng có hạn bán giảm giá thôi ạ. Hai trăm năm mươi k cộng màu số điện thoại ạ. Hai trăm mươi k cộng màu số điện thoại ạ. Mà máy 250k cộng màu số điện thoại. Mọi người chia sẻ cái like cho mình nhé. Màu vàng, màu xanh, màu tím ạ. Có màu vàng, màu xanh, màu tím nhé. Có đi ship toàn quốc ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ.
250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Tầm 10 phút nữa nhá, tầm 10 phút nữa mình sẽ kết thúc like nhá. Tầm 10 phút nữa ok, chốt cho Hà Vân ạ, chốt cho Trần Thắng nhá. 250k chốt cho Trần Thắng màu vàng, hai cái màu vàng liên tiếp nhá. Hai cái màu vàng liên tiếp này hàng đều mới về hết, mới về hết. Sáng mai 7 giờ sáng mình sẽ cho hàng đi nhá. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ, đồng hồ chống xước chống nước mình sẽ test nước cho bạn xem này, mình sẽ test nước cho bạn xem nhé các bạn nhá. Màu tím, màu vàng, màu xanh ạ, có màu tím, màu vàng, màu xanh nhé các bạn nhé. Màu tím, màu vàng, màu xanh ạ, đẹp long lanh luôn. Hàng mới tinh chiều nay đấy ạ. Mình đang giới thiệu này là giới thiệu sản phẩm mới giảm giá cho các bạn nhé. 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Để lên lượt view tăng lên ạ. Số lượng có hạn đấy ạ. Ai chia sẻ nhé, ai chia sẻ trên 20 hội nhóm. Ai chia sẻ trên 20 hội nhóm sẽ tặng một đồng hồ Dio dây da này, nhưng đồng hồ này mình nói rõ là không chống nước chống xước nhá. Chỉ có đồng hồ mình đang giới thiệu để bán cho các bạn ngày hôm nay là chống nước chống xước ạ. Chỉ có đồng hồ mình đang giới thiệu bán cho các bạn là chống nước chống xước thôi nhé bạn nhá. Ai đặt hàng ở trong live sẽ được free ship toàn quốc. Tặng một quả pin ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình ạ, lượt view lại tăng lên rồi đấy ạ. Cứ tăng lại lên. Tăng nhiều nhiều thì mình sẽ like. Ok, chào Đức Hằng nhá. Mẫu mới tinh luôn nhá, mẫu mới tinh luôn nhá. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Thì hôm nay mình sẽ sale giá cho các bạn buổi sản phẩm này là có màu tím, màu xanh, màu vàng nhá. Mong mọi người chia sẻ cái like để giúp mình ạ. 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại. Mình sẽ test nước cho bạn xem. Bạn yêu cầu mình test nước màu gì mình sẽ test nước màu đấy nhá. Tuấn Vũ màu vàng. Ok, chốt cho bạn Tuấn Vũ màu vàng ạ. 250k cộng màu số điện thoại nhá. Đồng hồ chống nước chống xước sinh hoạt nhá. Mình test nước cho bạn xem nè. Test nước cho bạn xem nhá. Tuấn Vũ nhá, màu vàng. Ok, màu vàng. Đồng hồ chống nước chống xước nhá các bạn nhé. Chống nước chống nước và chống xước sinh hoạt ạ. Chống nước chống xước sinh hoạt nhé. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại màu vàng đấy. Màu vàng này, màu tím và màu xanh. Còn chỉ có 3 màu nhá, mình bây giờ mình màu tím tét nước à? Màu tím mình đang cho trong nước này bạn ơi. Màu tím mình tét nước cho bạn xem đây. Mình tét nước như này là tương đương với cái thời gian mà các bạn rửa chén, rửa tay à, rửa chén, giặt đồ này, tắm. Chứ mình không tét nước và đi tắm biển cả một buổi chiều hay cả một ngày nhé bạn nhá. Ngâm nó dưới nước cả một buổi chiều một ngày hoặc là ngâm trong túi quần áo và thả máy giặt nhá. Tại vì mình nói trước đó chỉ là đồng hồ thời trang thôi nhá, chống nước chống xước sinh hoạt ạ. Mình không test trong máy giặt đâu ạ. Ok, chào bạn Ngọc Vũ ạ. Ngọc Vũ ơi, mình không test trong máy giặt nhá. Nhiều người bị ẩn comment lắm ạ, nhiều người bị ẩn comment nhá các bạn nhá. Nhiều người bị ẩn nên mình không nhìn thấy đâu, mong các bạn thông cảm nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Chạy rất bình thường nha các bạn nhé. Mình vẫn đang ngâm nước bình thường ạ. Ngâm nước cho các bạn xem luôn nhá. Mình test nước cho bạn xem rồi nhá. Các bạn yêu cầu màu nào test nước mình test bình thường như không. Tại vì cùng một hãng hết, nó chỉ khác màu thôi các bạn ạ. Đồng hồ này chỉ khác màu nhé. Còn cùng một hãng hết nhá. Cùng một hãng Dio dây kim loại đem châm dính nhá. Đồng hồ chống nước chống xước sinh hoạt nhá. Các bạn chia sẻ giúp mình nghe là view lại tăng lên nữa ạ. Nếu tăng lên thì mình sẽ ngồi mình test cho các bạn tiếp. Chứ còn nếu mà tụt đi thì số lượng nó có hạn, mình sẽ không test cho các bạn xem nữa đâu ạ. Thì ai đặt hàng ở trong live này nhá, ai đặt hàng ở trong live này sẽ mua với giá là 250k, 250k thì đồng thời các bạn được tặng một quả pin này, tặng một quả pin này nhá. Trước khi nhận hàng nhá là các bạn được kiểm tra hàng mới nhận hàng. Các bạn được kiểm tra hàng mới nhận hàng nhé các bạn nhé. Kiểm tra hàng này đủ đúng mẫu mã lên pin mới nhận hàng nhé. Kiểm tra như vậy mới nhận hàng nhé các bạn nhé. Tuấn Vũ màu vàng ok. Mình cho Tuấn Vũ màu vàng rồi mà. Xin chào Diệp Diệp ạ. Màu tím mít ướt màu tím. Ok, chốt cho mít ướt màu tím ạ. Chốt cho mít ướt màu tím rồi nhá.
tầm 10 phút nữa thôi. Tầm 10 phút nữa là mình sẽ dừng cái live này ạ. Thì mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Mười phút nữa mình sẽ test nghỉ cái hôm nay này, mong mọi người chia sẻ cho mình, cho là có ai tăng được view chứ. Còn đâu đây là sản phẩm mới thôi, đây là chào giá sản phẩm mới, chiều nay mới về hàng ấy, thì mình sẽ không like lâu đâu ạ, mình không like lâu đâu, tại vì số lượng nó có hạn ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình ạ. Mọi người chia sẻ cho mình đi ạ. 250k nhé, hôm nay sale giá đồng hồ này giảm giá, nó gọi là giới thiệu sản phẩm mới ạ. 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé. 250k cộng màu số điện thoại, đồng hồ chống xước chống nước sinh hoạt nhé bạn nhé. Số lượng có hạn thôi cho nên hôm nay mình không like lâu đâu. Thì lát nữa dừng cái like này thì tầm 9 rưỡi thôi. Thì 9 rưỡi thì chắc là các bạn chưa ngủ đâu, thì mình sẽ gọi là chốt đơn ạ. Thì mình chốt được ai thì sáng mai là 7 giờ sáng là mình đã cho hàng đi rồi. Ở gần thì 2 ngày là các bạn nhận được hàng thôi, ở xa có thể là 3 ngày các bạn nhận được hàng rồi. Thì không phải đợi các bạn ấy lâu. Còn nếu mà chiều mai mà mới chốt đơn thì đến ngày kia hàng mới đi được cơ. Mong người chia sẻ giúp mình nhé. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Mong người chia sẻ giúp mình ạ. Màu nào cũng giống màu nào nhé, màu nào cũng cùng một hãng hết, vẫn cứ test nước bình thường như không nhé. Vẫn test nước bình thường như không nhé các bạn nhé. Vẫn cho vào nước test cho các bạn xem bình thường như không, đương nhiên đây nó là mẫu cũ nhé. 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé, 250k cộng màu số điện thoại ạ. Các bạn chia sẻ cho mình nhé, chia sẻ giúp mình nhé, tầm... 5 phút nữa là mình sẽ kết thúc cái live này. 5 phút nữa là mình sẽ kết thúc cái live này, mọi người chia sẻ cho mình ạ. 250k này, 250k cộng màu số điện thoại ạ. Mẫu mới tinh luôn đấy nhá các bạn nhé, chiều nay mới về hàng này, 250k cộng màu số điện thoại ạ. Mẫu mới là cái đá nó to hơn này. Mặt nó cũng nhìn nó cũng được sáng hơn một chút ạ. 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhá. 5 phút nữa là mình sẽ kết thúc cái live này, vì số lượng hàng mới là có hạn thôi, thì mình chỉ chào hàng như vậy thôi. Thế còn đâu hẹn các bạn là tối ngày mai hàng mà về nhiều thì mình lại like tiếp, chứ hôm nay là nó có số lượng có hạn nên mình chỉ giới thiệu vài cái thôi ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình cái này nhá. Không có màu đen bạn nhá, màu đen trước là mình có lấy Tuấn Vũ ạ. Màu đen trước mình có lấy nhưng mà đen đeo lên tay màu đen nó kén da lắm. Màu đen tay bạn nào phải nhỏ, trắng gọi là trắng lõn thì mới đeo màu đen. Còn những da tay mình bình thường như này ấy, hoặc là ngăm ngăm ấy, thì không thể đeo được màu đen. Tức là nhiều khách mà đặt màu đen ấy, nói là phong thủy hợp màu đen, nhưng khi đặt màu đen về xấu quá thì lại bảo là shop ơi có đổi hàng được không. Thì bên mình bảo là khách đã chọn màu rồi thì không thể đổi được, trừ khi nó có lỗi thì sẽ đổi. Ví dụ như lỗi là không lên pin gì mới đổi thôi, nó vỡ nó nứt gì mới đổi thôi, chứ còn đâu mà bảo bây giờ đặt màu đen mà người màu đen lên rồi để đổi đổi mà tận trong Cà Mau Đắk Lắk thì làm thế nào đấy. Cho nên các bạn suy nghĩ kỹ, thế cho nên bên mình sẽ không lấy màu đen nữa, đa số chỉ lấy như màu tím này, màu vàng, màu xanh là những cái màu dễ đeo hợp với tay nào cũng đeo được. Các bạn trẻ trung mà thích nổi bật thì màu xanh màu tím, còn nhã nhặn một chút thì màu vàng, còn màu đen thì thực sự là kén cực kỳ luôn. Nhập một nô màu đen về, một loạt khách là khách hầu như khách nào cũng chê màu đen. Trên bên mình sẽ không nhập màu đen nhé, không nhập màu đen, không nhập màu trắng, không nhập màu lâu. Màu lâu nhìn như kiểu như là cái sắt dỉ ạ, mình sẽ không nhập màu lâu nữa. Xin chào Nguyễn Ngọc Hân ạ. Ai đang xem cái live này, bây giờ các bạn vào xem sau thì có thể chia sẻ giúp mình. Mình mấy phút nữa là nếu mà lượt view mà tăng lên ấy, thì mình sẽ like tiếp, còn nếu mà dừng rồi thì mình sẽ không like, nếu mà tụt mà mình sẽ không like đâu ạ.
Tại vì là cái sản phẩm mới là có hạn lắm ạ. Chín rưỡi là mình sẽ kết thúc cái live này ạ. Mua hai cái ạ. Mua hai cái sẽ tặng luôn cả hai pin dự phòng phở đi ship, tặng một đồng hồ dio dây ra này. Ngay từ đầu live mình đã có nói nhá, ai mà mua một đôi mua hai tặng một, nghĩa là được mua hai được ba đấy, là một đồng hồ thời trang dio này. Nhưng mình nói rõ là đồng hồ thời trang dio cũng là hãng dio, thế nhưng mà nó là dây da mà nó chỉ là thời trang thôi, không chống xước chống nước đâu các bạn nhé, không chống xước chống nước. Còn nếu mà các bạn không muốn lấy cái đồng hồ này thì các bạn được 4 quả pin này, các bạn được 4 quả pin này nhé. Nếu 4 quả pin này bên mình nhập hàng ấy, thì nó được khuyến mại pin rất nhiều, mua pin nó rẻ. Chứ các bạn mà đi ra hiệu ấy, mà bình thường mà mua một quả pin thay thôi ấy, như là người ta thay cho đến 40.000 một quả sao đấy, 40.000 đến 50.000 một quả. Thế cho nên là ai mà mua một đôi mà không lấy cái đồng hồ dây da thời trang video này, không chống nước chống xước này, thì mình sẽ cho thêm hai quả pin nữa, là thành 4 quả pin, chỉ có thế thôi. Pin này ra hiệu chắc phải 40-50.000 một quả người ta mới thay cho các bạn đấy ạ. Thì các bạn cứ suy nghĩ nhá, ví dụ như ai đặt hai cái thì muốn lấy cái gì thì lấy ạ. Đồng hồ Dio dây da thời trang, đặt hai cái thì thêm một cái đồng hồ Dio thời trang này. Thời trang này nói trước là không chống xước chống nước đâu ạ, nó chỉ là đeo thời trang thôi ạ. Hoặc lấy 4 quả pin, 4 quả pin này là tương đương với lại giá của một cái đồng hồ này thôi ạ, một cái đồng hồ này rồi ạ. 250k nhé các bạn nhé, 250k lại là tăng được view lên rồi. 250k rất nhiều bạn bị ẩn của mình không nhìn thấy đâu nhá, mình nhìn thấy nhiều bạn bị ẩn cực kỳ luôn đấy ạ. Nhiều bạn bị ẩn cực kỳ luôn thì các bạn thông cảm giúp mình nhá. 250k này, 250k đồng hồ dây da dây kim loại lâm châm này. Đồng hồ dây kim loại lâm châm. Chống nước, chống xước sinh hoạt, chống xước, chống nước sinh hoạt, mình nói rõ là chống nước sinh hoạt thôi nhá. Không chống ở trong máy giặt ở đâu ạ. Ok, xin chào bạn Lâm gì đây ạ? Lâm Ngọc, Lâm Ngọc ơi, nếu ngâm rượu thì sẽ thường sinh bất lão nhá. Nếu ngâm rượu thì cho đồng hồ này mà ngâm rượu thì uống thì chắc là bất tử luôn, trường sinh bất lão ạ. Xin chào gì đây ạ? Xin chào Hằng Ngọc, xin chào Nguyễn Ngô, xin chào Nhàn nhá. Xin chào Quyết ạ. Xin chào Giang Đồng ạ. Nhiều người bị ẩn lắm nhá bạn nhá, mình nhìn thấy ai thì mình sẽ chào người đấy thôi, còn nếu mà các bạn không thấy mình nói nhắc đến tên thì không phải là các bạn ấy đâu, mình các bạn thông cảm cho mình nhá. Thì bây giờ nó cũng muộn rồi, một lát nữa thôi thì mình sẽ dừng cái live này. Sau cái live này là 9:30 thì mình sẽ gọi chốt đơn, 9:30 thì vẫn có thể gọi điện thoại được ạ, nó cũng thực sự là không muộn lắm ạ. 250k nhé các bạn nhé, 250k đồng giá, 250k hết trong live ngày hôm nay, kể cả sản phẩm mới hay cũ 250k hết. Thì mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại, mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Trong live ngày hôm nay nhé, thì 250k cộng màu số điện thoại nhé. mười phút nữa là chín rưỡi mình sẽ kết thúc cái live thôi ạ. Để còn chốt đơn cho khách, mai ví dụ ai mà nhiều bạn mua là làm quà tặng ngày 20 tháng 10 thì mình phải cho đi thật sớm để kịp cho các bạn nhận được hàng 20 tháng 10 để tặng. Thì thường thường ở xa thì phải mất đến 3-4 ngày, thế cho nên là mình phải gửi hàng đi thật sớm để cho các bạn có chuẩn bị quà tặng này. Còn ở gần thì 2 ngày. Cái đồng hồ này nha, các bạn mua làm quà tặng rất đẹp đấy, mình cho vào hộp nhỏ nhỏ xinh xinh ạ. Sắp đến ngày 20 tháng 10 rồi ạ, các bạn mua cái này làm quà tặng rất hợp lý ạ.
Đấy, 20 tháng 10 mà có một hộp quà tặng xinh xinh như này là rất là ý nghĩa. Vừa nhỏ gọn này, vừa khuôn tiền này, mà lại cực kỳ ý nghĩa là tặng đồng hồ ạ. Đấy. Ngày 20 tháng 10 nha các bạn nhé, ngày 20 tháng 10, ví dụ ngày 20 tháng 10 mà làm quà tặng nhé. Xin chào Trần Trần, quai đó là kim loại nha các bạn nhé. Quai kim loại này, kim loại lâm châm dính này các bạn chưa? Các bạn mua về nhé, không phải cắt mắt đâu ạ. 200 đấy, mình chỉ dính thế là xong rồi. Rất chắc chắn luôn, nó là dây kim loại nha các bạn nhé, dây kim loại này. Dây kim loại lâm châm dính. Không có mắt đâu nhá. Các bạn mua về tay tay nó bé thì không cần phải cắt mắt đâu ạ. Đây nó tiện lợi như thế, cái đồng hồ này hôm nay nó ra cái mẫu thời trang cực kỳ đẹp luôn, nó không phải cắt mắt thì nhìn nó thô cạch các bạn. Mất dáng của đồng hồ. 200k này, 200k cộng màu số điện thoại ạ. Màu xanh, màu tím, màu vàng 200k nhé, 200k cộng màu số điện thoại, màu xanh, màu tím, màu vàng này. 250k thôi, chỉ 250k cộng màu số điện thoại các bạn nhé. Các bạn xem giá. Không có màu bạc nhé bạn nhé, bên mình không có màu bạc nhé, không có màu bạc, không có màu đen, không có màu lâu. Chỉ có màu vàng, chỉ có màu vàng da với màu xanh, màu tím thôi, không có màu lâu các bạn nhé. Không có màu lâu, không có màu bạc, màu xanh gì đâu ạ. Mà là đợt này về hàng mình cũng không nhập màu đen nữa. Nói rõ là đợt này về hàng mình không nhập màu đen nhé. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Không có gì đâu Trần Trần ơi. Bên mình không có những cái màu như bạn hỏi thôi ạ. Chỉ có màu vàng, màu tím, màu vàng, màu tím, màu xanh thôi ạ. Màu vàng, màu tím, màu xanh nhé các bạn nhé. Màu đen nó kén tay lắm, màu bạc nó cũng kén tay. Thì bên mình không nhận đâu ạ. Không nhập. Vài phút nữa thôi mình sẽ cứ tiếp cái like này nhá. Thì mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Ví dụ ai đặt hàng thì cần để lại số điện thoại cộng màu thôi. Ai đặt hàng cần để lại số điện thoại cộng màu đấy ạ. Vài phút nữa mình sẽ kết thúc cái like này, 9:30 là mình sẽ kết thúc cái like này. 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại nhé, màu vàng này, màu tím, màu xanh này. Vàng tím xanh ạ. Vàng tím xanh 250k cộng màu số điện thoại ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình nhé, 250k cộng màu số điện thoại nhé. Trong live này nếu ai đặt hàng ở trong live này free ship nhé. Free ship rồi như toàn quốc rồi như vẫn được tặng một quả pin này, tặng một quả pin dự phòng. Ai mà mua 2 đồng hồ sẽ được tặng 4 pin nhé bạn nhé. Tặng một pin này ạ. Free ship toàn quốc chỉ ở trong live mới áp dụng trong live thôi nhé các bạn nhé. Ngoài live là các bạn không được tặng pin đâu ạ. Ngoài live các bạn không được tặng pin nhé các bạn nhé. Nói rõ ngoài live các bạn không được tặng pin. Cũng có nhiều người đặt hàng mà cái video đã kết thúc rồi mà không có pin ý, thì cũng thông cảm giúp mình nhé. Mấy phút nữa thôi, tầm 5 phút nữa là mình kết thúc cái live này. Thì đây là mình nói trước các bạn nhé, nói rõ các bạn này. Đây là sản phẩm mới, chiều nay hàng mới về, số lượng có hạn, mình chỉ like tầm này là mình kết thúc, là mình giới thiệu sản phẩm mới cho các bạn thôi. Nếu bạn nào mua được với cái hàng này là các bạn rất may rồi đấy ạ. Tại vì hàng mới này nó không bao giờ nó có giá 250 đâu. Chiều nay 3 giờ, 4 giờ hôm nay hàng mới về. 250k đấy ạ, đẹp long lanh luôn, 250k. Quá rẻ, quá đẹp. Mà chống xước, chống nước sinh hoạt đấy chứ. Quá rẻ, quá đẹp luôn. Chống nước, chống xước sinh hoạt. 250k, 250k cộng màu số điện thoại. 250k cộng màu số điện thoại. Nhé các bạn nhé, 250k cộng màu số điện thoại, màu vàng, màu tím, màu xanh, màu vàng đây, màu tím, màu xanh nhé các bạn nhé, 250k cộng màu số điện thoại, 250k này, đẹp không? Đẹp này.
250k cộng bờ số điện thoại. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái live này ạ. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái live này. Ai đặt hàng ngoài live này sẽ không được mà tặng pin đâu ạ. Thì nếu mà có ai đặt hàng ngoài live, như mình nói trước, thì ai đặt hàng ngoài live, các bạn mà nhận hàng ấy mà không có pin ấy, thì cũng không được thắc mắc gì đâu ạ. Mong mọi người thông cảm nhá. Chào mọi người ạ. Chào mọi người nhá. Chúc mọi người ngủ ngon.